lít chế phẩm với em này. Cho 37 lít nước sạch. Đấy. Sau đó còn thêm 2 lít mật chỉ đường. Ok các bạn, như vậy là hôm trước là mình ổ chế phẩm em là từ ngày 29 đến nay bắt đầu là ngày 2 tháng 5. Như vậy là hôm nay đã ổ tầm khoảng độ 4 đến 5 ngày. Bây giờ mình sẽ kiểm tra cho em được chế phẩm em gốc này sau khi mình sinh khối thì thành công không nhé. Rồi, kiểm tra em trước mình đã sinh khối đây. Ok, mình mở ra. Ok, sau 5 đến 7 ngày thì mình mở chế phẩm em ra. Nó rất là nhiều những cái men sợi bên trên. Nhà men rất là tốt, rất là mùi thơm. Có mùi hơi chua chua và thơm mộng nhé. Ủa rất là đơn giản thôi, đúng không? Từ 1 lít em gốc thì anh nhận ra được 40 lít em cấp. Và từ 1 lít cấp này mà có thể dùng ra khoảng từ 1 đến 2 lít nước để sử dụng 1 lít của mình. Dùng cho cả chăn nuôi, trồng trọt, rửa rác thải, rửa phân bón các kiểu. Ok nhé, chế phẩm em gốc của đại học 11.